Chị mới có 52 tuổi đó mấy cha ơi, hưởng thụ đi, ô hưởng dương đi, chết nó nghe tôi là Nguyễn Thị Đu. Tôi tên Nguyễn Thị Đụ, nặng Đụ. Ôi, ơi, ngồi nhỏ đó, hưởng gì? Đụ tôi hưởng dương 38 tuổi nghe. Trời ơi, quý nè. Ôi nghe, đâu không chịu đâu nghe. Mới 38 tuổi tôi không chịu chết đâu. Tôi là Nguyễn Thị Kim, hưởng dương 52 tuổi đó. Trời ơi, trời trơn. Đừng theo đen chị lì hả? Thôi, ghê quá mấy cha ơi. Đâu có sao đâu, đang quả báo lắc nút áo mà trơn rồi mà kêu đem vô cái gì. Trời ơi, giờ này người ta còn để hợp chính hợp tiết mà bà kêu đem vô. Bảo không? Bà tối ngày bà Út bà hưởng dương chứ kìa, bà cũng hưởng thụ nữa. Bà Út bà lại đây bà hưởng thụ, bà hưởng dương. Trời ơi, bà chừng nào chết tôi chết rồi đó. Trời ơi, tôi hôm qua nay tôi chết rồi, trời đánh rồi đó. Rồi bà chết hồi nào? Bà cậu chết theo đi. Bà ăn nhiêu tuổi rồi bà hưởng thụ chưa? Ủa thằng nào không trời. Tôi hưởng dương rồi đó. Hưởng dương. Đúng rồi. Năm mấy tuổi thì hưởng dương, 60 tuổi là hưởng thụ. Bà muốn hưởng thụ thì tôi cho bà hưởng thụ. Bà đi lên em cho thằng lầu dòng cống và đứng vào mắt người ta đi. Còn bao không? Tôi hưởng dương 38 tuổi. Tôi cũng hưởng dương rồi. Đủ hưởng dương 38 tuổi. Là tôi kêu biểu tán thôi. Ta cũng ghê cho giải tán. Trời ơi, anh tao giống như lúc của tao chịu nè. Đủ điểu tán. Đủ điểu tán tôi nghe rồi. Thôi, tôi bỏ mắt nó đáp chưa. Tôi lắc rồi. Tao bảo không trời. Bộ hai ngón chân cái rồi nữa. Trời ơi. Thôi đâu chị đâu. Đủ nhập tông cho có bông tu à. Trời ơi, gặp chín học miếng nữa. Cho miếng vàng vô. Chết chào rồi tôi bán vàng cho mọi người. Bụng mà chẹt lét lại nghe là bà Út cái bụng mà bự quá. Không phải là ba không trời. Chào đồ cho người ta kiếm con mèo. Thấy không bảo hai con thôi quả một mình lên rồi đi. Hai con bự hơn chồng chồng đi bổ. Đủ con cành tinh với ai. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, sao bà nhăn hoài, sao bà đẻ nữa. Đủ, bà đẻ cho em vét, đừng cho được. Đủ, bé thân ngay coi. Đủ, trời đánh mặn quá. Trời ơi, hôm qua. Ủa, có 3 giờ mấy là hết rồi đó, biết hả? Tại sao mà các bà có chữa hổng mà u. Đủ, tôi bị chơi gan rồi kìa. Bảy bà, thằng Út bị cho ai? Ôi, tôi biết tội chết kìa. Còn tôi giữa mấy tháng mà nó đi, đang có bầu nè. Thầy vô bà ghét bức bế à. Cho dẹp cho con bút khe cho nó sang sao vậy. Cứ thu cái lồn, cái tiền cho con đi Út ơi. Thôi nữa. Đủ. Còn đủ không? Ôi, trời Trời ơi, vú lép rồi. Trời. Bà
đủ quá trời đất nhận qua đó. Mày không tôi thụ thai rồi đó. Bà đi lên một lần với tôi không? Tao đi uống nước với tôi. Nước nước chiếc 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 đi em ơi. Không, tôi mới uống da lòn rồi. Đó, tôi fan nó mới tặng cho tôi cái mua, tôi sắp toàn tem về kìa. Vô nó bán vé số, cái nó bán, nó mua cho chị Kim nè, chị Kim về thử đi. Cái tôi nói thôi, để tôi về tôi thử mà út, mà út có đâu cho. Màu láo cũng cho. Uống. Kì chứ. Dụ mà út bữa vui năm 8 rồi. Bạn như bữa mà út bà đủ chưa? Bà nghĩ đủ rồi lúc mấy giờ. Đủ buộc hai ngón chân cái hả lại? Nhớ nha, bớt tay bớt chân cho bà thẳng thớm mà nữa nữa sau này không có còm lưng. Trời ơi! Sao rồi là bà thai lên là đứa con nít đi thẳng băng mà. Bây bả luôn rồi. Bà chết sau này là bà đi thẳng băng nè. Tại bà tôi có nghe đàn chày. Tà mấy tà bả thôi. Đủ cái tu tâm dưỡng tâm. Xíu đi bà út ơi, tôi bà chích xịt kẹo trên. Trời ơi. Ai? Đúng tụi con. Ai mà bà xíu. Đủ. Chào tất cả bà chích xịt kẹo phải không? Đủ, ngày qua thấy bà biết thành con xà tinh. Trời ơi. Còn cái clip mà cái tôi thử cho bà con chuột nhỏ cái hình đá mà giống cái hình đá mà giống con chuột khô. Trời ơi, bà để cho trái chuột khô. Bà để cho trái chuột khô. Bà đâu cho bà đâu, kêu bà đi khỏi chỗ này mà. Tôi biết sao mà bà lại đứng ngay chân chỗ đèn xanh đèn đỏ mà bà làm vậy ta. Bà làm gái mà bà làm vậy. Bà trớ mai nữa hả? Đủ bà út bệnh đường xã 2 tuổi hả? Bà gần chết rồi. Có tốt không? Trời ơi. Mà bà cứ tư hồi xưa là kêu bắt ngày ngày sáu Bà đếm biết đủ vậy, vậy là một phụ họ là hả? Ốc xíu dễ quay vậy là bà cũng họ rồi hả? Bà xíu đủ vậy là bà 62 tuổi. Bà sáng mai mà nhỏ hơn tôi 10 tuổi đó, mà tôi biết, nhưng mà lòng là nhân hơn lòng tôi. Ở tào lao không? Không chém ăn hả? Trẻ nha, không gì trẻ thiệt đó. Chiếu mùi đời được đó, chứ thì để tôi đi. Tào lao không chơi. Trời lớn hơn mà kêu 10 tuổi. Tôi bà chiếu chị ke nè. Vậy là bằng tuổi mẹ của ông. Tôi bà chiếu chị ke. Tiếng Nguyệt đi. Tiếng Nguyệt chéo. Giải quyết. Giải quyết. Nói chuyện
nói nha, tôi nói bà rồi ép rồi. Ơi. Rồi nói nó kêu bà ép rồi. Tôi kêu bà đứng ép rồi. Để nó chút đợi. Tôi kêu bà giải quyết. Đủ đủ giải quyết rồi. Ép rồi. Tôi nói chuyện như là ép rồi. Tôi nói cho bà nghe là ép rồi. Rồi tôi nói bà nghe nè, bà đứng như là ép rồi. Rồi sao bà để nói bà rồi quên rồi ép luôn. Sao nói bà gì quên là ép rồi. Đang nói chuyện với bà tự nhiên cái chú chít chút chít rồi ép quá. Tính ngủ bà bị ép rồi. Rồi sao bà tính sao? Trời ơi, tại sao kẹp vô vũ? Giờ kẹp vô chi bà tính tiền cho đi, đi bà đi đéo nè, không có tính đâu. Tính tiền cho con. Ép nha. Tính tiền cho con. 666.000 phải không? À, đúng rồi. Đúng rồi. À, ép rồi. Bà tôi tính vũ bà đi. Đủ đủ hưởng dương, hưởng thọ sao bà? Hưởng thọ, hưởng dương. Ép rồi. Ép mày. Nói là gì không biết là gì. Cảm ơn, bà có thấy ma không? Tôi thấy con ma mà đứng ngay cửa khẩu vít ngang cái màn hình của tôi lao không mà gì con ma đó con ma mặt bầm lộn ma gì đó ủa con ma lưng bị ủa thằng thái nhập cấp uống hết vào cháy nữa nhiêu tiền rồi 28.000 làm tròn 30 đủ làm tròn 30 cái lồng 22 rồi trời ơi hỏi tôi tiến anh lên đường dù hôm nay mưa nhiều lắm tôi năm tôi vơ công ca ta đôi đô, gan rồi mà lão không tính nói lại tính nói vào cái gì nè rồi tới đó giữ rồi đứng rồi đúng rồi coi bói 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 lưng bà đang cô bói tôi đó đó rồi sao đo được rồi đo rồi bà đó. Đừng có như vậy gờ vô tay bà khoái mà để cho ta gờ hoài thì có chứ coi nói coi vậy chút 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 đấy nữa đập bóng bà trời ơi thêm cái nữa coi đứng vậy đứng vậy cái nữa thôi tôi cũng làm quá rồi không làm được nữa thằng Hải trời ơi, nhiệt quyết. Nhiệt quyết vô đi. Giấu vô đây nè. Trời ơi, cuồng nhiệt. Cái nữa. Cái nữa gần vũ. Cái nữa. Cái này là gì ta? Cái nữa. Cái nữa coi. Đúng sao mà chắc là mổ. Ố, tào lao không? Nhiệt quyết đi. Cái nghe thấy ghê quá, giống cái chuột. Giống cái tên tác động bằng chuột tinh. Ở bà chim gì? Giống cái tên tác động bằng chuột tinh. Bảy phá đúng không? Bảy trong cẩm bao thử. Cái nữa. Đự đự tưng 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 tưng. Phải nhăn mặt lên đi, nhưng chuột tinh trong cái tác động. Thằng Thái vô. Đi chàng nhưng mẹ bích ti vậy á. Nhiệt tôi là quý mẹo nha mọi người. À, tôi là cái số tôi là quý mẹo. Tôi là quá mẹo nha. Rồi cháu đó. Sao bà? Một kiếm xa chết. Rồi cháu đó. Tôi ngày mai tôi cũng chưa hưởng thọ. Cháu đi coi. Thọ 62 tuổi. Cháu đó 33 tuổi. 62 tuổi hả bà Út? 933 tuổi mà chịu chết chưa? À lên đường dùm tôi coi. Sao bà bị chạy vậy? Cái tài nào mà bị chú phụ đó. Mệt mệt. Đại chủ. Các cầm cơm đặt ống cá lóc, áo canh chua tôi gái giùm cho rồi. Mũ cá này. Chị. Cùng chị nè. Tiểu Nguyên. Trời ơi. Chị. Để Nguyên. Để Nguyên rồi mà. Nói bà cái gì mà bà ngữ lộn hoài vậy bà. Bà lao không? Nói quá gì nãy trời. Thở. Thở giấc. Ngưng. Tiếp tục ca Vũ ơi, đổ cho chị hai lít xăng vô trong cái lồn này đang chạy xe chị coi. Đổ cho nó. Một lồn 2 lít. Rồi. Một lít 2 lồn. Rồi.
Ơi ơi, hắn mà đi bắt đi hồng, hắn mà đi bắt đi hồng của chị. Bỏ bùa đi. Chỉ ra bỏ bùa. Bỏ bùa nè. Bữa nay sẽ đánh thằng cái nữa. Anh chưa đi mà anh yêu ơi. Nói sao? Chút nữa nó anh yêu ơi. Kìa anh yêu có chưa tới mà có. Ông có cháy hơn ông yêu thầy xin tiền đó. Thầy nói xin nhau. Chú ra đồn nha. Xin nhau 2 triệu về chồng làm gan. Không mà nó đúng. Rồi tiếp tục. Một chai trời nó dễ quá. Xíu. Cái gì ba đồ vô. Tao bỏ đi cho mày đi ngủ. Dễ quay về. Tao cũng ngủ vậy, mấy ba mấy em thích rồi đó. Rồi giờ 4 giờ thì tao phải vô. Ngủ nữa. Chị ơi. Sổ nó làm hơi bể ha. Bà đạt nó đi. Vũ nè. Vũ có tà lao không? Chịu. Vũ chắc nữa. Cái mai Vũ. Chồng đi tới gì rồi. Vô món Vũ. Mới nhắc chạy vậy. Đủ không anh? Đủ, đủ. Trời ơi, kêu. Là có đủ phải không anh? Yêu nhau không bao giờ có đủ. Ai ông bắt đầu khi tao la rồi. Không dễ dạ. Để tập giết mà ông ướt giấy hết rồi. Ông lắc lòn rồi. Ông lắc lòn. Ngày nào chặt ông trên cầu. Anh giấy, ông đi luôn rồi. Giấy là gì? Anh giấy rồi, giấy để chịu đích. Tao la không trời. Ông đi vừa lụm giấy. Để chồng làm giấy rồi. Để chồng làm giấy kìa. Anh ơi, chút lại gần đây mà nghe tôi nói nàng nghe, nghe tôi nói nàng nghe, nàng nghe tôi nói nàng nghe, nàng nghe tôi nói chịu. Trời ơi, cái